Xin chào tất cả các bạn cùng tới với khóa học JavaScript cơ bản tại F8. Và trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chút về mặt lộ trình cũng như sẽ có những lời khuyên nho nhỏ cho các bạn trước khi bắt tay vào học khóa học này. Về mặt đối tượng phù hợp với khóa học này thì sẽ dành cho những bạn là chưa từng học JavaScript hoặc là những bạn đã học và muốn ôn lại cho chắc kiến thức nền tảng, hoặc là những người đã từng học và bỏ cuộc sau đó bây giờ quyết tâm học lại từ đầu đi về mặt lộ trình thì lộ trình này sẽ áp dụng xuyên suốt trong những cái khóa học sau này của F8 nữa không chỉ riêng khóa học này trước mỗi khóa học các bạn sẽ luôn có những video giới thiệu và những lời khuyên nho nhỏ dành cho các bạn sau đó sẽ uh, chúng ta sẽ cùng bắt tay vào chuẩn bị những công cụ phục vụ việc học tập sau đó là các bạn sẽ làm quen với kiến thức mới của khóa học ví dụ như các bạn học về một ngôn ngữ lập trình thì sẽ làm quen với ngôn ngữ làm quen với framework hoặc là thư viện và sau đó là các bạn sẽ được học về mặt lý thuyết khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình khái niệm cơ bản chúng ta sẽ đi khá là nhanh sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào những cái khái niệm quan trọng về mặt lý thuyết và cái phần thực hành để làm một project này là phần cuối cùng nhưng nó là phần đặc biệt quan trọng bởi vì nó sẽ giúp các bạn giải tỏa những cái khúc mắc ở những cái phần lý thuyết này các bạn sẽ biết và hiểu được rằng là với lý thuyết này thì chúng ta sẽ áp dụng vào thực tế như thế nào để tránh các bạn luôn có cái thắc mắc là không biết áp dụng lý thuyết vào thực tế và bây giờ mình có một vài lời khuyên dành cho các bạn ở đây là về mặt thuật ngữ tiếng anh thì trong khóa học cơ bản này mình đã cố gắng việt hóa tối đa có thể để giúp các bạn mới có thể dễ dàng tiếp cận về mặt thuật ngữ cũng như những cái tiêu đề bài học bằng tiếng anh thì mình đã điều chuyển nó sang tiếng việt rồi nhưng các bạn phải nắm được cái tầm quan trọng của nó là sau này khi các bạn muốn trở thành lập trình viên có kinh nghiệm hoặc là các bạn đi phỏng vấn thì lúc đó chúng ta sẽ phải sử dụng cái thuật ngữ tiếng anh vì vậy là các bạn bắt buộc là phải học và ghi nhớ những cái thuật ngữ này và hiểu nó nữa các bạn nhé cách trình bày khi viết cốt ở đây thì nó cũng quan trọng như kiểu là các bạn viết văn thì các bạn sẽ phải viết hoa chữ cái đầu hoặc là viết hoa danh từ phải có chấm dòng dấu phẩy đấy chẳng hạn thì nếu mà các bạn mà không chú ý phần này thì các bạn sẽ tạo những đoạn cốt mà nhìn nó không được đẹp mắt và nó cũng liên quan đến những cái kỹ năng làm việc thực tế nữa thì cái này mình sẽ nói sâu hơn sau mỗi bài học mình sẽ luôn nhắc các bạn là phải chấm phẩy như thế nào để cho nó đúng chuẩn còn thực hành sau mỗi bài học thì cái tầm quan trọng của nó thì mình nghĩ rằng tất cả mọi người, mình tin rằng tất cả các bạn đều hiểu cái tầm quan trọng của nó. Vì vậy là chúng ta sẽ phải luôn chăm chỉ thực hành sau mỗi bài học để chúng ta có thể ghi nhớ được kiến thức. Về mặt à, về mặt lời nhắc, mình đang muốn nhắc cho các bạn là cố hiểu quan trọng hơn cố nhớ. Tức là ở đây à, khi các bạn học thì các bạn hãy luôn cố gắng để hiểu được cái phần kiến thức các bạn đang học thay vì các bạn cố gắng nhớ từng cái dòng cốt học thuộc lòng những dòng cốt các bạn nhé bởi vì nếu mà các bạn học thuộc lòng những dòng cốt thì ở đây là các bạn sẽ dễ dàng quên nó đi và các bạn không thể nào cốt lại được nhưng tuy nhiên khi các bạn đã hiểu cách làm thì chúng ta đôi khi không cần phải nhớ cốt mà các bạn chỉ cần hiểu cách làm thôi là các bạn có thể tự cốt lại được hoặc là tự xây dựng những chức năng thay vì cứ phải thuộc lòng những dòng cốt các bạn nhé còn cuối cùng là các bạn phải vạch rõ mục tiêu và theo đuổi cái mục tiêu đó đến cùng về mặt mục tiêu thì mình lấy ví dụ như thế này À, ví dụ như là đơn giản là bây giờ các bạn thấy rằng ngành, ngành lập trình rất là hot và các bạn muốn uh, học lập trình để có thu nhập tốt thì chúng ta đó có thể coi là một mục tiêu hoặc là có những bạn đam mê về công nghệ thông tin từ từ rất sớm và sau đó là các bạn lại thấy rằng là nó cũng đang rất hot vì vậy các bạn theo đuổi đam mê và các bạn vừa làm việc với đam mê mà các bạn lại có được thu nhập tốt thì đấy cũng là một mục tiêu hoặc là các bạn đã học một ngành khác sau đó là các bạn vô tình bằng một cách nào đó các bạn tiếp cận với lập trình và các bạn nhận ra rằng đây mới là con đường mình nên theo đuổi. Các bạn lập tức bỏ cả cái ngành cũ và các bạn quyết tâm theo đuổi cái ngành lập trình mới này. Khi đó các bạn vẫn có thể trở thành lập trình viên giỏi. Và đó quan trọng là bởi vì các bạn đã đặt được ra cho mình, đã vạch rõ được cho mình mục tiêu và các bạn đã theo đuổi đến cùng và không bỏ cuộc, được chưa ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào những video trong khóa học. Xin chào và hẹn gặp lại.